Thưa quý vị và các bạn, ở bất kỳ cương vị nào, dù ngoài xã hội hay trong gia đình, vai trò của người phụ nữ vẫn luôn được nhắc đến với một vị trí quan trọng. Họ là những người tiên phong trong phát triển kinh tế, sẵn sàng tham gia vào mặt trận phòng chống dịch bệnh đầy hiểm nguy. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tấm gương của những phụ nữ điển hình trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. 7 năm qua, xưởng may của gia đình chị Nguyễn Thị Ngoan ở xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào là nơi nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện, thời gian để làm việc tại các công ty, doanh nghiệp tìm đến. Vốn xuất thân từ công nhân may, chị đã mạnh dạn vay vốn, tìm nguồn nguyên liệu, đối tác để mở xưởng may, đồng thời tạo điều kiện về mọi mặt cho chị em vừa hoàn thành việc nhà, vừa làm việc ở xưởng. Hiện nay, chị dạy nghề và tạo việc làm thường xuyên cho hơn 40 chị em với mức thu nhập từ 5 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Mặc cho việc đồng áng đang vào mùa vụ mới, chị Tạ Thị Sơn, phó trưởng thôn kiêm chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn La Mát, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi đã gác lại mọi việc, tình nguyện tham gia trực chốt kiểm dịch phòng chống COVID-19. Là địa bàn giáp danh với tỉnh Hải Dương, lượng người và phương tiện qua lại mỗi ngày nhiều nên khối lượng công việc của chị và các thành viên trực chốt luôn cao. Thế nhưng, tinh thần vững vàng và sự nhiệt tình, tận tụy của chị vào bất kể ngày mưa hay nắng, sáng sớm hay tối muộn đã lan tỏa đến tất cả mọi người, giúp công việc đạt hiệu quả, không để bỏ sót người hay phương tiện từ vùng dịch đi vào địa bàn. Tham gia công việc này cũng là vì tinh thần và vì trách nhiệm, xác định cái việc chống dịch như chống giặc. Thế nên tôi phải thu xếp công việc gia đình. Áp lực của công việc thì nó rất nhiều. Trên tất cả những khó khăn ấy thì mọi người ở chốt cùng nhau đoàn kết để làm tốt nhiệm vụ. Dịch bệnh quay trở lại với những ca bệnh mới cũng là lúc nữ quân y, thiếu tá Dương Thị Dung lại sắp xếp lại đồ dùng, vật tư y tế của đơn vị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mới. Là nữ quân y duy nhất tham gia phục vụ tại cơ sở cách ly, chị đã tham gia 11 đợt cách ly với hơn 2.000 công dân. Đối mặt với những hoang mang, lo lắng của mọi người khi phải thực hiện cách ly, chị Dung đã dùng tình cảm, sự tận tâm của mình để trấn an mọi người. Đồng thời, việc kiểm tra sức khỏe, theo dõi dịch tễ của công dân được chị hoàn thành một cách xuất sắc. Đồng chí rất năng nổ để mà vào những vùng dịch để kiểm soát, hai nữa khám, điều trị, thu dung cho những người cách ly. Mỗi người một công việc, một nhiệm vụ, song điểm chung của cả chị Ngoan, chị Sơn hay chị Dung thể hiện sự cố gắng, tự tin và chủ động của người phụ nữ hiện đại. Sự sẻ chia, động viên của chính gia đình, xã hội sẽ là đòn bẩy giúp người phụ nữ vươn lên, giỏi việc nước, đảm việc nhà.